Ngồi thẳng lưng, cuộn hai vai ra sau thả lỏng. Hít sâu vào. Thở ra, từ từ nghiêng đầu sang phải. Thả lỏng hai vai xuống hoàn toàn để mình cảm nhận phần căng cơ của phần cổ bên trái. Giữ ở đây từ 20 đến 30 giây, hít thở sâu và chậm. Khi 30 giây rồi, hít từ từ, nâng cằm lên, chậm. Vẫn nghiêng đầu sang phải, nâng tối đa. Cột sống lưng vươn, cột sống cổ thẳng lên. Thở ra, nghiêng đầu qua bên trái, đổi bên. Thì khi vai, các quý vị cũng sẽ ngồi thẳng lên. Thẳng cánh tay phải ra. Và nhớ thẳng phần khuỷu tay. Từ từ dùng tay trái kéo nhẹ cánh tay qua bên trái. Khi kéo nhớ cố định phần vai này lại, để cho căng phần cơ delta của mình ở đây. Hạ lỏng. Hít thở chậm. Kìm cái tay phải của mình cho cứng lại ha, kéo. Tiếp tục đi vào hơi thở. Mình có thể giữ ở đây từ 3 đến 5 hơi thở. Rồi sau đó hít trở về. Thở ra, thả lỏng xuống. Đổi bên. Tay phải đưa lên. Và tay trái có thể kéo, hít vào, kéo căng cổ tay. Đẩy về phía trước, thẳng khuỷu tay. Thở ra, từ từ kéo ngược lại. Kéo mũi tay sát về người luôn, hướng mũi tay về người. Làm như vậy từ 5 đến 7 lần. Rồi sau đó đổi bên. Kéo cổ tay trái hít vào. Đẩy cái phần này ra, thẳng cánh tay. Thở ra. Cũng làm 5 đến 7 lần. Rồi sau đó chúng ta sẽ xoay vòng tròn tay. 1. Cánh tay thẳng. 2. Và xoay như vậy có thể 10 lần đến 15 lần. Và sau đó mình đổi ngược chiều lại cũng 10 lần đến 15 lần. Lưu ý khi xoay là chúng ta không có co cái khuỷu tay lại, giữ cho nó thẳng. Thì nó sẽ nghe mỏi phần cổ tay là đúng. Hít thẳng lưng lên. Thở thóp bụng, xoay người hẳn qua phải. Dùng tay trái của mình nè, đẩy cái gối. Kìm lại cái chân đẩy nhưng mà đừng thả lỏng, mình kìm lại. Rồi tay phải chống sau lưng, hít thẳng lưng thẳng cổ. Thở xoay ra sau. Nếu chống xuống chỗ ghế ngồi không được, chúng ta có thể để lên ngay chỗ tựa của lưng ghế. Kéo như vậy. Giữ ở đây, hít thở từ 3 đến 5 hơi. Rồi sau đó hít trở về. Thở thả lỏng tay và chúng ta đổi bên. Đó là kết thúc bài tập rất là đơn giản. Kính chúc quý vị là đạt được kết quả tốt.